Xin chào các bạn, rất vui khi quay trở lại kênh An Nhiên. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách dịch tiếng Anh sang tiếng Việt ở trong Word các bạn nhé. Thì như chúng ta có thể thấy rằng việc chúng ta cần dịch một tài liệu cũng như dịch một đoạn văn bản ở trong tiếng Anh sang tiếng Việt ở trong Word thì chúng ta có thể dịch. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp như là chúng ta sử dụng Google dịch. Với việc chúng ta sử dụng Google dịch ở trên Google ấy, thì chúng ta việc giới hạn từ Google dịch thì sẽ giới hạn từ, do đó mà chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể dịch toàn bộ một số tài liệu có số lượng trang lớn. Do đó hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể dịch một tài liệu ở trong Word rất là nhanh, dịch hoàn toàn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc các bạn có thể dịch bất kỳ từ tiếng ngôn ngữ nào trên thế giới sang tiếng Việt đều được các bạn nhé. Thì làm như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dịch tiếng Anh sang tiếng Việt trong Word. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng trước mắt các bạn đây mình đang đọc một cái tài liệu nước ngoài đó. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách dịch một đoạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong Word các bạn nhé. Thì nếu bạn muốn dịch một đoạn thì các bạn cần bôi đen cái đoạn đó. Đây mình sẽ kích chuột phải và mình bắt đầu kéo xuống, mình bôi đen. Rồi sau đó các bạn vào phần review đây các bạn nhé, vào phần review đây. Đó, rồi các bạn click vào cái phần Channel ở đây. Các bạn click vào, click chuột phải. Sau đó các bạn click vào dòng đầu tiên. Đó, Channel Selection đây. Các bạn click vào. Ok. Và các bạn có thể thấy đây. Đây này chính là cái đoạn màu đen này. Bên dưới là cái phần ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt mà mình đã dịch được, mà Google Docs tự động dịch cho chúng ta. Đó, thì ở đây thì các bạn có thể chọn ngôn ngữ mà các bạn muốn dịch sang nhé. Đó, để sử tự động dịch là tự động phỏng đoán đây tiếng Anh này. Và các bạn tích vào đây để các bạn chọn ngôn ngữ. Đó, rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Đó, rất nhiều các bạn ạ. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, vân vân. Rất nhiều. Thì ở đây mình sử dụng là mình dịch sang tiếng Việt. Đó, mình chọn tiếng Việt thì sẽ dịch cho bạn sang tiếng Việt. Và các bạn muốn insert cái đoạn này vào, các bạn lưu ý này, insert thì các bạn chỉ việc muốn dịch cái đoạn này, các bạn chỉ việc ấn insert thì cái đoạn tiếng Anh ở đây sẽ biến thành tiếng Việt các bạn nhé. Đây mình insert này. Đó, biến thành tiếng Việt rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? Và tiếp theo cái phương pháp này thì chúng ta có thể sử dụng tức thời. Chúng ta không cần phải copy paste ra Google dịch nữa. Và nhưng mà cái việc nhược điểm của Google dịch là sẽ giới hạn số từ, mà hiện tại thì trong bản Word của mình đây thì tài liệu của mình đang đọc đây thì có khá là nhiều trang. Đó, đến 54 trang các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn cách dịch toàn bộ bất kỳ số lượng trang lớn sang từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong Word các bạn nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách dịch toàn bộ cái tệp tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong Word chỉ trong một chớp mắt thôi các bạn nhé. Các bạn không cần phải mất thời gian quá nhiều thời gian để copy ra Google dịch nữa. Thì các bạn làm như mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ Ctrl A để bôi lên toàn trang, sau đó các bạn kích vào phần review. Và hiện ra cái phần các bạn tiếp tục tích vào cái phần Translate đây. Đấy, các bạn kích vào chuột vào đây. Và các bạn chọn vào dòng thứ hai nhá, Translate Document. Các bạn tích, các bạn chọn vào. Rồi bên cột đây thì các bạn sẽ có thể thấy rằng chúng ta chọn cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn chuyển sang. Ở đây mình chọn sang tiếng Việt, hoặc các bạn có thể chọn ngôn ngữ khác. Đó, rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới mà bạn muốn. Ở đây mình chọn tiếng Việt nhé. Sau khi chọn xong ngôn ngữ cần chuyển thì các bạn ấn vào Translate để tiến hành bắt đầu chuyển. Ở đây thì các bạn đợi một lát thì sẽ dịch chuyển được các bạn nhé. Chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt được. Mình thấy phương pháp này thì khá là nhanh và không mất thao tác chuột cho các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng phương pháp Google dịch ý, thì các bạn khá mất nhiều. Ok, vậy là trong một vài giây thì các bạn có thể thấy tài liệu hoàn toàn từ tiếng Anh đã được chuyển sang tiếng Việt hoàn toàn các bạn nhé. Đây, tiếng Việt hoàn toàn 100%. Đó. Đó, đây cái phần ban đầu mình để cho các bạn.
hoàn toàn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rất là nhàn, các bạn có thể đọc. Và ok, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt ở Trung Quốc. Hy vọng rằng cái video này của mình sẽ giúp phần nào đó cho các bạn. Các bạn đang tìm cách để chúng ta có thể dịch tiếng Anh sang tiếng Việt ở Trung Quốc một cách nhanh chóng và đơn giản hơn, dễ dàng hơn và giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Và chúc bạn thành công. Và nếu bạn thấy video của mình hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để giúp mình có thêm những động lực có thể chia sẻ các bạn trong clip tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.